Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 2024. Rồi mời chú, bây giờ sẽ đi làm phấn. Bây giờ con không thích làm dây chai nữa. Và cảm ơn bà chú đã coi con diễn tiếp mục mùa 1 với bạn Bảo với lại ốc tiêu. Ủa? Anh Bin ơi. Anh Bin về nhà mình lấy cái hũ. Về nhà mình lấy cái ly kia mình lấy. Hôm nay lụm phấn không dạ? Dạ. À, chào bà con cô bác rồi con. Dạ mà con ơi. Dạ kính chúc quý bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe. Dạ mấy cha con Khương Dừa đang có mặt ở quán của bác. Hôm nay là chủ nhật ngày 18 tháng 8 2024, hôm nay phát sóng tập đầu tiên. Bên này. Mùa 2 nữa. Dạ cũng được 23.000 quý bà con bác thương vô hộ chương trình. Dạ. Cả... thấp hơn mùa 2 và thấp hơn mùa 1 nhưng mà bao nhiêu đó là cũng là rất là hạnh phúc rồi bà con bác. Thì kênh của Khương Dừa bữa giờ tốt quá trời. Với lại phát nhạc liên tục và cho nên nhiều khi bọn bác coi hoài thì cũng ngán á. Với lại cũng đang đụng với nhiều chương trình lớn, nhiều chương trình người ta mang tính nó về nhà mình lấy cái đầu tư này mình đổ vô cái ly kia ha. Ngôi sao nữa cho nên là mình kiểu biệt vườn cho nên mình làm không có thu hút bằng nhưng mà cũng hạnh phúc là ngôi sao vườn cũng được một lượng bà con bác yêu thương từ mùa 1 tới mùa 2 và giờ vẫn tới mùa 3 cũng rất là lo lắng hồi hộp giúp Khương Dừa đã để sợ là chương trình sẽ ít được xem á. Dạ bây giờ thì đêm Loco đã hoàn xong rồi, hôm nay Khương Dừa chỉ Khương Dừa chỉ kêu khúc đầu thôi à, còn khúc sau Khương Dừa lo tương tác với quý bà con cô bác à. Dạ hôm nay là đêm Loco là đông hơn đêm nhạc rồi nha bà bác, chính thức là đông hơn rồi đó. Bữa nay là in vé là 500 vé, dạ rồi xong rồi mình phát ra là mình đi lượm phấn á Quy. Dạ tuy nhiên thì còn nè, cũng có nhiều Quy, bác người phấn vô trắng á, nước thì Khương Dừa phát vé cũng có bác vô cũng mang theo nước nhà phấn thì phấn trắng thì đưa chú Hân nha. Sẽ chú Hân ơi để anh Minh ơi hơn với lại cho công bằng cho những quý bà con bác mà đã mua họ nước ở họ quán có 50.000 à, thì Khương Dừa phát cái vé giống như là vé của đêm nhạc vậy. Số ơi con đi quay mà con đi đâu vậy? Tại con đi lụm á. Con lụm gì đâu, nay con không lụm ve chai nữa hả? Dạ không, con nghiện phấn. Sao chị qua chuyển qua lụm phấn rồi? Tại con thích cái nghề này. Lụm phấn chị, phấn đó là lụm gì biết hả chị? Coi nè, bụi khẽ quá trời. Đó, giấy lô tô đó. Ủa? Tôi đem lô tô dọn dẹp còn cực hơn đêm nhạc. Đêm nhạc thì đơn giản hơn. Dạ. Nhưng mà được dọn dẹp vậy là hạnh phúc rồi. Được đâm vui vậy là quá hạnh phúc rồi. Hôm nay là phần thưởng cũng... quá trời nhiều luôn bác, quá trời giá trị luôn. Dạ, có 10 dòng mà 6 dòng là một dòng là được 2 thùng bánh tráng. Rồi 2 dòng, một dòng là một cái phần bộ mỹ phẩm của Dung Nhân vẽ. Rồi một phần là một chiếc vòng đeo tay của Thùy Kim Khiết, còn một vòng là chiếc máy lọc nước của đi nè chị. Vân vân. Cái gì con lụm gì đây cho lụm đây. Nè con lụm nha, phấn làm gì con giới thiệu ông bà cô chú ơi. Để xuống 3 dòng đeo tay á. Vậy hả? Đeo tay mà không vô hả? Sao cho mấy con lụm đâu, con lụm đâu có chút bịt này vậy. Hồi nãy ông bà cô chú anh chị thương con quá trời, giờ coi chương trình ủng hộ chương trình này con khoan khoanh tay cảm ơn lần nữa đi. Con cảm ơn. Trời ơi. Đi cái bù xù tóc tai gì đâu rồi, cái trăm đâu rồi? Cái trăm. Được cài đâu rồi? Cái trăm hả? Cái trăm mẹ đang giữ. Ừ. Không có phấn đâu, có phấn này con muốn phấn đi để cho mua phấn của sao cho phấn con. Để con làm gì? Phấn lâu lâu kem đềm về cái lấy phấn hả? Vẽ hả? Vẽ hồi nãy con có giò không? Có. Dạ có, tôi có giò. Dạ. Giò không trúng gì trơn hả? Dạ. Hèn ơi, có quá rồi rồi. Rác ơi là rác, con bác hồi nay bà ông bác ngồi tới ngoài đây luôn nè. Ngồi tới chụp cờ luôn. Đó, đông hơn đêm nhạc rồi. Dạ. Phấn nè. Hồi nãy Khương Dừa tính tổng cộng là giải thưởng của đêm lô tô là lên tới luôn 20 mấy triệu luôn á. Trong khi đó mình làm phục vụ nước thì không có bao nhiêu. Không, cái này không dạ. Được. Có nghĩa là doanh thu không bao nhiêu á. Nhưng mà thôi vui. Cũng, được mấy đứa em hỗ trợ sản phẩm. Cũng chứ thôi mà mình mà mua sản phẩm về mình làm quà như đó là làm tiền được luôn mà không lấy. Cha, hồi nãy cục phấn này ở dưới chân chú được ơi. Luôn. Nói ông bà cô chú ơi, bữa nay coi vui không? Đâu. Bữa nay mai con đi học rồi đó. Con biết mà. Rồi xíu vậy. Cho đi học.
Rồi mai xíu về ủ đầu hả? Soạn đầu hả? Dạ. Ôi bà con bác ơi, trà sữa năm nay là 6 tuổi mà bác mà trà sữa cho chuẩn bị lên. Ngày mai là ngày 19 tháng 8 2024 là trà sữa lên lớp 1 nè con. Nhớ ngày nào trà sữa là phấn nè. Lượm phấn. Nè con lên lớp 1 rồi con cảm giác con sao? Rất là bình tĩnh. Rất là tĩnh luôn hả? Dạ mới ngày nào trà sữa vô lớp nhà trẻ rồi lên lớp mầm, lớp chòi, lớp lá ông bà cô chú anh chị rất là thương, rất là lo lắng cho trà sữa. Mà bây giờ trà sữa lớn rồi nè ông bà cô chú anh chị. Bự rồi nè. Rồi vô lớp 1 rồi. Mọi người tưởng con mọi người tưởng con lớp 3 không? Vậy hả? Mai con vô lớp con sẽ được gặp các bạn bè. Rồi được cô sẽ giới thiệu. Ôi đừng lại là ông Bụi. Bụi. Nè. Con anh hai lên lớp 5. Ở Lộc Phúc. Anh hai thì lên lớp 5. Tuần sau nữa. Sữa mai là cha dậy sớm cho đưa con đi hả? Dạ. Mai dậy nổi không? Mai mày kêu con dậy con phải dậy liền. Mày ơi 10 rưỡi rồi. Con sẽ dậy không nổi sao? Hả? Trời quá trời gác luôn. Wow. Dạ tuần sau thì chắc Hương Vừa sẽ wow. vé nước của Liêm Lô Tô. Dạ 50.000 vé hả bà bác? Cũng hy vọng wow. Tại vì bà bác thấy biết bao nhiêu con người đó không? Ở trên sân khấu rồi các bạn, rồi âm thanh, ánh sáng, đồ, đủ thứ đó. Cho nên là phục vụ bác, cho nên là dạ Hương Vừa nghĩ ly nước rồi. Bà bác mua ở ngoài thì nó cũng nhiều chỗ còn hơn 50.000 rồi đó. Cho nên là ở đây có 50.000 với lại thứ hai là mình dò lô tô mình vui vẻ nữa, các bạn phục vụ nữa, mình trúng quà tặng nữa. Nhiều khi mình may mắn mình trúng quà tặng là lời ơi là lời luôn, quà tặng rất là chất lượng. Cho nên là dạ cũng hy vọng quý bà con bác yêu thương ủng hộ. Bà thốn sao mày ái hả? Em đi đâu chú không phấn nhưng mà đang ái hả? Ủa lấy bánh chưa ba Minh ơi? Phấn trắng nè. Bà lấy cho ba Giang một hộp bánh. Ôi, con lấy cho thằng Trung hộp cho cô tên. Sữa ơi, con quay mà con đi vòng vòng không à? Quay con mà con đi vòng vòng không sao con nói chuyện nè. Con đi vòng vòng lấy lụm phấn nè. Thì con phải dẫn với bà con bác đi lụm phấn đi, giới thiệu bọn bác lên lụm phấn hả? Dê, trả tiền công đi. Công gì? Công sức đi lụm dây chai. Công gì? Hả? Tiền công lụm dây chai. Thì ra đây lụm gác đi, giờ trả tiền công nè. Đang tìm. Tìm cái gì? Không có phấn đâu, ra đây nè, lượm rác đi rồi cho trả tiền công. Quét rác phải trả tiền công nè, bao nhiêu người ta đang quét rác nè. Và hai đứa đi đây nè. Anh bên phấn nào nè. Lấy cái hai cái ly đó ra luôn. Ra từ từ. Từ từ chị tóc, con đi lấy không? Lấy hai cái ly đó ra luôn con. Thấy không, mọi người nè đang dọn dẹp nè. Hai đứa đi lượm phấn. Quá trời dơ rồi. Lấy hai ly ra dạp con. Để con đi quét. Hò quá hò rồi. Ôi đó. Sao không? Rồi dơ rồi. Dơ rồi. Đồ mình mẩy ướt rồi còn tèm len thuốc lút rồi giết rồi ông bà cô chú. Chê sữa luôn. Đó. Cũng may là đi là dọn phụ dọn dẹp á, chứ mà đi coi ca nhạc mà vậy là nhìn ghê quá. Kìa cô cũng nguyên bộ đồ hồng con biến. Còn cái tay dơ gần lát về cho cắt móng tay nghe không? Dạ. Thấy không? Được chưa, lượm được chưa? Đi lượm tay hả? Ơi, phân trắng hả? Phân trắng nè. Sữa đang lượm phân trắng lại để cho đêm nhạc tuần sau á, bác đêm lô tô tuần sau á. Đêm nhạc có thể là chắc là Khương Dừa đã mời hết một vòng một ca nghệ sĩ tham gia rồi. Cho nên quý bọn bác ở vòng vòng đây người ta đã xem hết rồi nên không có xem nữa. Cho nên là mỗi tuần chỉ có 200 quý bọn bác tới xem đêm nhạc. Dạ. Công ty đó Khương Dừa cũng tổ chức cũng mời cũng nhiều. Còn đêm lô tô thì giờ chắc mới mẻ cho nên bác cũng thích xem. Nhiều nhưng mà về lâu về dài chứ mình mới tính sao cho nó hấp dẫn, cho nó lâu cứng. Chứ mà làm vậy hoài đó nhiều khi nó cũng coi hoài cũng chán.
phấn đâu rồi, phấn đâu rồi, phấn đâu rồi. Hết rồi. Trời ơi, mò dưới gì, lụm dưới vậy hả? Ờ. Còn đâu? Đây hả? Lụm được như đây hả? Còn nữa không? Để không, đưa lại trắng để nó nhiều lắm, bông trắng nhiều lắm. Đưa lại để cho bà con cô bác từ xa dò tiếp hả? Sưởi đâu vậy? Cho con cái xăng, con lấy xăng. Thằng làm gì vậy? Cho con cái xăng yếu như. Hả? Cho con cái xăng. Quay mà đi vòng vòng ơi. Không rồi sao quay được rồi. Một cái nữa cũng như. Hả ra đây. Ra đây chùa ta. Ra đây. Về mình coi lại tập 1 ngôi sao vườn mùa 3 ha. Chứ coi đoạn con với lại ốc tiêu diễn ha. Dạ bà con cô bác hầu như là rất là cái tiếng con một của trà sữa em. Tiêu với lại con mới coi được cái đoạn clip này xíu xíu hà nè. Gì hà gì? Cha lấy cái đôi guốc cho men vô. Dạ hả? Cái chú Châu hỏi, ủa đôi guốc qua cái cha nói là mượn của bà Quyền men đỡ bữa. Diễn lại cho con coi. Thôi. Hả? Con cũng không nhớ kịch bản. Về mình coi lại cái đoạn phần thi của con ha. Rồi mình ngủ ha. Có đoạn của cha trước đi, mang thôi. Cái đùi gước. Thôi, lụm hết chưa? Xong hết chưa? Dạ xong rồi. Rồi mọi người chung tay dọn dẹp. Nè cho con miếng này cho nó thơm phức nè. Thơm tay nè. Thôi. Nè, cho nó sạch sẽ. Thôi. Rồi xong chưa? Dạ xong rồi. Mẹ Ngọc đuối à. Mai mẹ Ngọc phải đón học sinh nè. Mẹ Ngọc ơi, mai mẹ Ngọc đón học sinh này hả? Mai đó học sinh lớp 1. Mai bà xã Phương Dừa thì công tác tại trường tiểu học Tân Túc ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Bác lại đây có học trò. Dạ và đợt này thì hôm bữa trà sữa học là trà sữa cho chuyển về bên trường tiểu học Tân Túc để trà sữa học đây con. Dạ đã học cùng với mẹ Ngọc. Đó đứng đây con. Dạ. Ở đây đứng đi mẹ cô giáo nè. Con cô quản lý hiệu trưởng còn ủa cô quản lý của trường con nè. Con à, biết rồi. Đây, chào cô cây. Con gặp rồi. Là chào cô cây. Dạ thưa cô. Trường không có cái mẹ nha. Thưa cô. Không mẹ. Thưa cô. Không mẹ. Không có lên phòng tôi nha. Không mẹ. Thưa cô. Không mẹ. Thưa cô. Nè gặp thưa cô nè cô qua đây hôm nay cô qua. Không thưa mẹ. Đây là cô giáo còn đây là học trò bác ơi sao giờ mà mẹ đâu dạy đâu đúng không? Đâu dạy. Cô dạy các cô dạy. Mẹ. Bà xã Thương Dừa làm công tác quản lý cho nên không có dạy. Trời ơi. Mai gửi gắm gái tôi nha. Nha cô giáo. Nha cô giáo ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Nhớ coi sóc con gái tôi nha cô giáo. Nhớ chăm sóc tôi. Con gái mình. Mẹ mẹ. Ê mà hồi nãy mà con gái học ở trường mình thấy vui không? Hả? Hạnh phúc không? Còn con trai đang à, vô trong tân lực rồi bây giờ về lại thì Thế Vĩnh còn có năm nữa rồi. Thế Vĩnh lên cấp 32 rồi cho nên dạ tại học quen bạn quen bè rồi cũng chịu qua cho nên giờ cuối cùng có trà sữa học 5 năm với mẹ Ngọc rồi. Học 5 năm này là không biết nên vui hay là buồn người ta. Vui mong muốn tụi tôi bị chuyển công tác nữa hả? À, vui không? Vui, bây giờ con muốn đi về. Vậy hả? Dạ. Rồi năm nay lên lớp 1 rồi. Mẹ từ từ. Lên lớp 1 mà sắp bằng cô giáo luôn rồi không bác? Lại đây coi. Nhớ ngày nào mới vô lớp nhà trẻ, trường mầm non Khoai Lang. Bữa giờ nhớ cô rồi nhớ bạn mà muốn thăm cô mà chưa có bà xã Phương Dừa với Phương Dừa bận quá chưa sắp xếp để đi thăm cô nữa. Lại đây con. Dạ được mấy cô cũng thương trà sữa. Dạ dạ tại vì kêu mai anh đi sữa mai anh trả sữa qua sớm chắc dạ. Sữa là học sinh đầu tiên vô trường luôn 6:30 dạ cho con 7 giờ được cho 10 giờ tại, đi bà con bác bán tại vì không phải vì Hương Dừa không phải vì bà xã Hương Dừa nha cho thật sự là không phải khen con mình khen nhưng mà trà sữa đi học là cũng như bổ đồng học đại vậy đó. Dạ cơ sữa cũng giống như các bạn trong lớp thôi à. Dạ nhưng mà được cái là trà sữa trong lớp mà biết nghe lời cô nè, biết phụ cô rồi biết cũng thương bạn bè, nói chung là biết chia sẻ này kia đó. Khương Dừa cũng mừng, Khương Dừa cũng mừng thương bé nó vậy.
cho nên là cô thương chứ không phải là Phương Dừa cũng được bạn bác thương nhiều rồi cái thầy cô lại thương trà sữa hoặc là bà xã Phương Dừa làm quản lý hay gì đó rồi cái thầy cô phải ưu ái, không có. Dạ, Phương Dừa với bà xã Phương Dừa là thả trôi thả nổi, nói chung là vô là nhờ tay của thôi lại đây con, nhờ mà bàn tay của chăm sóc. Dạ, và luôn thầy cô bây giờ con chỉ muốn về à cô ơi, bé nó học vậy cô phải quan tâm hơn, chăm sóc hơn mấy bé kia. Dạ, bạn nào cũng như bạn nào thôi. Dạ, mẹ học giỏi thì mà mình mừng, còn học dở thì chịu thôi chứ không sao. Dạ, nhưng mà may mắn là trà sữa là học ơi thì bạn cũng bắt cũng biết dạ, thì cấp có mầm non đó cũng lanh lợi cũng biểu diễn. Dạ, tại vì mình nói là ngay thì bạn bắt xem trà sữa thì từ nhỏ thì biết rồi, trà sữa cũng lanh. Dạ, lanh hơn cái tuổi mà giờ lớn thì không biết sao. Dạ, nhưng không sao. Bữa giờ cô Tiền em nói trời sữa mau lớn quá, em không muốn sữa đi học lớp 1, muốn học còn non. Cái cô Tiền nói trời mới cho con người ta lớn chứ cái đầu của nó là hơn rồi, hơn mấy bạn rồi. Lớn lên chứ. Lên cho con. Mà về mặc đồ gì đi học? Thôi giờ mình về mình soạn đồ mình chuyển đi trên thủ học ha. Mẹ con, mẹ. Cho con xịn đồ con ngủ cái đầu chứ. Ừ. Rồi thôi chào. Thôi chào tạm biệt bà con bác nè. Mẹ chưa ủi hả? Dạ. 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 Chưa ủi chứ con ủi. Dạ. Rồi mốt đi học rồi có qua phụ quán phụ không? Dạ có. Phụ kính tiền bỏ heo nha. Mốt phụ rồi đem con heo qua nha. Bây giờ con đi nha. Thôi lại chào tạm biệt bà con bác nghe nè. Tạm biệt ông bà chú Tú. Dạ, kính chúc quý bà con chú thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và xin hẹn lại có nhiều ạ. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Phương Dừa bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 2024.